Ai à? Nó đó, thằng Bình. Cái mùi này là mùi thằng Bình, mùi rất là quen thuộc, là mùi của ba Tùng. Mỗi khi mà ba Tùng căng thẳng là ba Tùng hay xì ra lắm. Thôi không phải đâu, em con nhận rồi. Không à, ba Tùng mà. Con tại sao dám làm mà không dám nhận? Sao ba Tùng làm mà ba Tùng không nhận đó? Tại nhận quê. Tôi ngồi xuống đi. Dạ chú, con để hồ sơ trên bàn á, chú ký giùm con nghe chú. Chú nào? Em tưởng chú Tùng. Trời đất, con nghĩ sao vậy? Chả lẽ ngay một cái chạm nhẹ như vậy mà em không cảm nhận đó là anh hay sao? Anh Sơn đây. Em lộn. Có gì đâu mà lộn? Tại sao mà lộn giữa hai cái hình thể hoàn toàn khác nhau vậy được? Rõ ràng một cái hình tượng một người đàn ông lúc nào cũng trẻ hơn, tóc nhiều hơn, đẹp trai hơn. Thậm chí cái tên anh lúc nào cũng phải đi trước ổng. Em nghĩ đi, thí dụ như người ta nói Sơn, Tùng đó, ra một ngôi sao. Thí dụ như ổng đi trước anh đi, Tùng Sơn, ra phiên bản gì em biết rồi. Rõ chưa? Tôi tên gì? Sơn Tùng. Hả? Không phải. Cái gì? Kêu anh Sơn cái ngọt ngào cái nào. Anh Sơn. Cầm cái hồ sơ này, lên gặp sếp Tùng, gấp. Để lo cái dự án BD. Cái gì? BD? Trời đất ơi, BDF13. BDF là bất động sản. Trời ơi, trời, đầu óc tập trung đi. Đang làm ở công ty nào hả? Xin lỗi. Nè, đến gặp sếp Tùng lẹ đi. Sếp nói phải lo phòng cháy chữa cháy cho nó ổn định, rồi kiểm duyệt, rồi nghiệm thu. Lẹ lên. Trời ơi, anh nhờ ai họp giùm em đi. Em không có gặp sếp Tùng đâu. Hối vô gặp sếp Tùng công... đâu. Nhưng mà, ê, kỳ vậy. Hai người này. Sếp Tùng. Tùng nào? Dạ, sếp Tài. Tại sao cũng dừng tê mà không Tài mà cứ Tùng hoài là sao? Em xin lỗi sếp, mà ngộ lắm sếp. Hình như ông Tùng, ông ám nguyên công ty này làm sao á. Bây giờ rõ ràng là hai người đó có vấn đề ghê. Hai người nào? Em nghĩ... cho lẽ em với sếp. Bỏ nha. Bỏ ý định đó liền nha. Dạ, dạ. Em... cậu không phải là gu của tôi. Em quên. Vì á, Vì với sếp Tùng á, chắc chắn có vấn đề rồi. Em nghi lắm, có nhiều biểu hiện nó bất thường. Yeah. Hai người đó đang có vấn đề phải không? Yeah. Em nghi lắm. Ghê quá à. Trời ơi. Ôi thôi Dương. Thôi mà chị không, cho chị về đi. Bên ra giữ chị Vy nè. Dạ. Thôi mà bữa khác chị ở đây chơi chút xíu với em đi. Thôi bữa khác chị ở lại. Chị ở lại chơi chút xíu thôi nha. Dạ. Rồi tối nay chị ngủ lại đây nha. Trời, chị ở tự nhiên chị có nhà quá, chị ngủ lại đây làm chi? Thì chị ngủ lại ở đây với tụi em đi. Ngủ lại ở đây vui lắm á. Ôi, có em với Bình nè. Rồi có ba Tùng nữa. Ôi, tự nhiên có ba Tùng kêu gì ngủ lại chi. Vậy có chơi không? Dạ, bây giờ mình chơi hỏi đi. Hỏi hả? Dạ. Vậy là bây giờ em hỏi chị cái gì thì chị phải trả lời cái nấy. Đúng rồi. Rồi, chơi xong cho chị về nha. Dạ. Rồi, bây giờ em hỏi chị nha. Chị có thương em không? Trời đất ơi, dĩ nhiên là có rồi. Hỏi câu nào khó hơn chút đi. Rồi đến em hỏi. Rồi. Chị có thương ba Tùng không? Cái gì, mấy cái đứa này kỳ cục quá, hỏi gì đâu không à. Thôi, hỏi câu khác đi. Bình An. Dạ. Thế Tùng nè. Bình An. Trời ơi, cho chị chạy ra cái đã. Khoan. Tụi con đâu rồi? Hai, ba. Ra đây đón ba nào. Khoan từ. Bình An. Đừng có chị ở đây nghe chưa? Đừng nói chị đây nha. Bình An. Dạ ba. Dạ ba. Bình An đâu rồi? Dạ con tên ba Tùng. Dạ đây nè. Con thương yêu của tôi đâu rồi? Con chào ba Tùng. Con chào ba Tùng. Hôm nay không đón tôi ha. Dạ. Dạ. Tụi con đang chơi mà. Làm gì đứng vậy? Dạ tụi dạ. Con chơi mới đứng vậy. Trời ơi, đứng cho dơ cái ghế thôi hả? Hai đứa ngồi xuống. 1, 2, 3. Ngồi xuống. Con nói với cái trống phía sau á, lú lên đi,
Xuyên ba vô ba chọt một cái là tét cái trống rồi nghe. Tự nhiên làm gì vô nhà núp vậy? Chơi. Chơi gì trong này? Chơi với hai đứa nhỏ. Chơi với hai đứa nhỏ mà lấy cái thấy tôi về lấy cái trống che mặt lại. Mà che có hết cái mặt mình đâu. Mọi người ăn trước ngồi đi. Dạ. Chị để cái này xuống dưới đây nè. Ai à? Nó đó. Thằng Bình. Cái mùi này là mùi thằng Bình. Mùi rất là quen thuộc. Là nó. Không phải con. Thôi đừng có nhúng nhúng rớt tùm lum bây giờ, ngồi xuống đi. Không phải của con mà. Thôi. Con biết mùi này là của ai rồi. Đó. Nè nghe chị con nói nè. Là mùi của ba Tùng. Mỗi khi mà ba Tùng căng thẳng là ba Tùng hay xì ra lắm. Thôi không phải đâu, em con nhận rồi. Không mà. Ba Tùng mà. Con tại sao dám làm mà không dám nhận? Ừ, sao ba Tùng làm mà ba Tùng không nhận vậy? Tại nhận quê. Ngồi xuống đi. Hai đứa con mắc cười lắm. Nhận giùm ba một cái chết hả? Nuôi cho ăn học khôn lớn. Còn một hai cái xì hơi mà không chịu nhận giùm ba. Đồ bất hiếu. Muốn nói gì nói đi. Chứ tôi là tôi quê rồi. Là nó không phải là tôi. Tôi lớn rồi, không bao giờ tôi làm một việc đó hay là. Bến. Đừng chọc ba nữa. Rồi nói đi, vô nhà ta không nói ngồi cười hoài vậy. Nói đi. Bây giờ không nói cái hồi căng thẳng rồi tùm lum nữa. Vy. Vy. Vừa lòng chưa? Vừa lòng tụi con chưa? Giỡn giỡn hoài. Lát bà nói chuyện với chị Vy xong bây giờ bà xử tụi con. Vy à. Vy. Chị An. Chắc chị Vy với ba Tùng có chuyện đó. Chuyện gì? Chị không biết luôn hả? Không. Chị Vy với ba Tùng thích nhau. Không phải. Ba Tùng với chị Vy yêu nhau. Vy. Thôi trời ơi, nhảy hoài vậy. Chứ tự giải quyết đi. Em đâu phải mạng chim bồ câu. Tôi tự giải quyết được thì tôi đã làm rồi. Trời ơi, nó khổ lắm. Mắc gì tôi nhờ cậu. Hả? Giờ có làm không? Ôi, không làm đâu, mệt. Tôi bắt tăng ca nha. Mà quá đáng lắm luôn. Có hai điều trên công ty mà chúng ta nên nhớ. Điều một, sếp luôn đúng. Điều hai, nếu sếp sai, làm ơn coi lại điều một. Coi đó. Làm đi. Yes sir. Trời ơi trời, tôi rối tôi cổ, tôi còn bao nhiêu công việc chưa làm, lúc nào cũng đi đứng cửa giữa. Sếp Tùng mà em đi làm liền. Em làm liền sếp Tùng à. Sếp Tùng nào. Tại sao cũng dần tê mà không là sếp Tài cứ sếp Tùng hoài vậy là sao? Em xin lỗi sếp. Mà tất cả chỉ vì phía sau một cô gái thôi. Là sao? Chuyện sao kể tôi nghe coi. Sếp muốn em kể đúng không? Ừ. Tự nhiên em thấy thèm trà sữa quá sếp. Rồi sao? Con chiều nay được tăng, mình tan ca đó, mình uống trà sữa đâu. Ui ghê quá. Chừng chồng mới lằn lũi dễ hoài à. Sếp từ từ nghe em nấu cái sếp. Sếp. Trời ơi, từ sếp. Sếp nghe em nói đi sếp. Sếp nghe. Đứng ra coi. Ừ. Làm gì vậy? Bây giờ sếp cứ đứng đây nè. Ừ. Coi em giải quyết cái câu chuyện mà phía trước một chàng trai lịch lãm như sếp. Ừ. Làm đi. Nè. Đó. Tự giải quyết đi. Ngày nào á sếp Tùng cũng làm phiền anh hết trơn á. Anh còn bao nhiêu công việc riêng của mình nữa mà. Chừng chưa giải quyết xong mà bây giờ còn thảm làm cầu nối, làm mạng di động, làm chim bồ câu cho hai người. Ủa, hai người không biết nhắn tin cho nhau hả? Không biết trực tiếp trao đổi với nhau hả? Cái gì đó? Tôi nhờ cậu làm sao? Đơn giản mà, bây giờ đối thoại nhau đi. Vậy tự giải quyết nhau đi. Đừng không là... Tôi không thích cách giải quyết này. Ở đây tôi là người lớn nhất. Trời. Không. Ở đây tôi mới là người lớn nhất. À đúng rồi. Tôi cũng không thích cách giải quyết này. Chứ như sao? Có chuyện gì thì trực tiếp gặp mặt nhau nói chuyện. Làm gì cứ thậm thục. Tôi ra lệnh nha. Chuyện này mà không giải quyết xong, tôi cấm nhân viên trong công ty hẹn hò với nhau.
nhân viên không được hả sếp? Ừ. Vậy sếp được không? Sếp là phải được chứ. Trả chữa. Trời ơi ghê quá à. Sếp. Trời ơi. Sếp. Thằng tặng sếp. Ngồi xích đó. Ngồi xích vô. Chơi bịt mắt bắt dê với tụi con ơi. Biết dạ. Rồi bây giờ mình chơi bịt mắt bắt dê. Dạ. Nhưng mà tụi con á phải nghe ông Đức hỏi cái này. Ông Đức hỏi tụi con phải trả lời xong xuôi rồi ông Đức mới chơi bịt mắt bắt dê với tụi con. Dạ ông hỏi đi. Cô Hương đó có hay qua đây chơi với ba con không? Dạ, dạ. Có. Còn hay mua đồ chơi cho con chơi nữa. Dạ. Mua đồ chơi nữa hả? Dạ. À. À mà hôm nay á, cô Hương có qua nè. Qua nữa, qua làm gì nữa? Ăn cơm. Dạ. Ăn cơm chung với ba con với hai đứa tụi con hả? Dạ. Vậy hả? Dạ. Được rồi. Ê, hồi nãy tụi con rủ ông Đức chơi cái gì? Dạ bịt mắt bắt dê. Dạ. Rồi phải có cái gì bịt mắt chứ. Dạ. Đó. Có cớ rồi, có cớ rồi, Tùng ơi là Tùng. Để ông cột cho, để ông cột cho nghe đó. Rồi, bắt đầu, chạy đi nha. Hai, ba. Đi nha, ở đâu? Đây, bỏ chạy nha. Đó, bắt tiêu rồi. Tôi bắt nha, bịt mắt bắt dê. Là tôi chơi tôi bắt nha. Tôi bắt hết nha. Đâu mất tiêu rồi. Đâu, đâu là đứa nào không? Tôi bắt nha. Ủa ai vậy? Ai vậy? Dây sọc. Hả? Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta không đã bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trông che. May mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.